Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Magical ngày hôm nay. Thì ok, thì video ngày hôm nay mình sẽ review và chia sẻ cho mọi người một số những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mà mình cảm thấy là nó thực sự cần thiết. Ok, top một sản phẩm viên uống mọi người nên thử nhất của nhà DHC đó chính là cái loại mà vitamin C này nè mọi người. Cái này thì mình thấy rằng nó hiệu quả cao nhất trong cái việc mà làm sáng da mờ thâm và tăng cường sức đề kháng nha. Nhất là trong cái thời kỳ mà dịch Covid ấy, thì mình thấy là cái này bán rất là chạy luôn, và đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng cái này, mình thấy khá là thích và giá thành quan trọng là nó rất là bình dân, hợp túi tiền nhá. Cái loại này ấy, nó sẽ là ở cái dạng viên nang màu vàng như thế này mọi người. Đây, trong đây thì sẽ có 500mg vitamin C, 1g vitamin B2 và bên cạnh đó thì còn có phụ liệu là gelatin này, caramel và titan dioxide nha. Theo như claim của DHC Việt Nam ấy, đó là mỗi người lớn nha, thì mọi người có thể bổ sung là tối đa là 2 viên một ngày, tương đương với là 1000mg. Nhưng mà cái này thì tùy vào cơ địa và tùy vào thể trạng từng người nhá. Thì đối với cái này nha, mình thấy là cái hiệu quả của nó phát huy tốt nhất là trong cái việc mà nâng cao sức đề kháng. Bên cạnh đó nha, cái này nó có hỗ trợ đó là làm sáng da và ngừa lão hóa từ bên trong. Đáng thử nhất của nhà DHC nha mọi người, vitamin C. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.